chị thấy không, cái móng nó quặm nè, quặm sâu trong này, đau lắm. Trời. Hello chị Thanh Huệ Nguyễn Thị, hello người đẹp, hello bác sĩ Lê, hello mọi người. Rồi vô nha mấy chị ơi, em vô luôn. Chị Kim Liên Lê, chị cho em xin lại số ai hầm để lát em vào nhắn tin về chị nha. Ừ, nó quằm nguyên cục chai đi luôn, nó cuốn biết để nói chị không xin chị nó đâu. Chứ hôm trước giờ cũng sớm mà tại đường phố. Dạ. Yeah. Đi qua mà không có qua. Quá trời. Mấy cái này nó sẽ gây thương nhớ cho mình, nó thốn, nó khó chịu. Cái đầu gối của Trang đụng như cái cây. Nè, vậy đó hả? Này chắc hơi đau mấy cô ơi. Nó quặm sâu quá, nó tới da non. Kèm lớn cắt móng cắt khóe 320 chị Thanh Phạm ơi. Em cảm ơn chị Sáp chị Bùi.
cắt sâu chỗ này nó hơi đau cái nữa, mà chỗ này cái nữa nó mới hết. Cuộn vô trong thịt quá sâu. Hết. Nó còn cái góc xanh lè mấy chị, nó cuộn mì ở dưới á. Lát em nhắn tin chút đơn cho mình chị Nguyễn Nguyễn rồi. Sao vậy cô? Phải thốn à. Quá trời, cô nhìn thấy không? Mấy cái cục này nó bị cuộn ở dưới á. Nó cuộn ở dưới cái bắt đầu nó ứ nước, nó không ra được. Nó mới gây nấm. Thôi mừng quá em, cảm ơn chị yêu. Cảm ơn chị đã giới thiệu giùm em. Trả lời em yêu chiếc khăn này nào hả mấy chị? Dạ dạ. Cái này bên đây tí xíu à, chủ yếu nó bị nhiều bên đây. Lát em nhắn tin cho chút đơn cho mình nghe chị Diễm Nguyễn rồi. Bye bye.